Trường tiểu học Bùi Văn Ngữ tọa lạc tại địa chỉ số 1/21 đường Bà Điểm 4, ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Trường có diện tích 21.777m2 với hơn 2.800 học sinh. Do đó, lưu lượng xe khá đông vào mỗi buổi sáng. Phụ huynh đưa học sinh đến trường và buổi chiều học sinh ra về. Để đảm bảo an toàn cho các em học sinh đi bộ vào trường, nhà trường tận dụng khoảng không gian lớn trước cổng trường để rào chắn lại làm đường dẫn, tạo lối đi thông thoáng cho các em học sinh. Qua đó cũng giảm tải rất nhiều tình trạng dừng đỗ xe không đúng quy định, gây kẹt xe trên tuyến đường Bà Điểm 4. Trong thời gian cao điểm kẹt xe, lực lượng đoàn viên của chi đoàn trường cũng tích cực hỗ trợ các em học sinh đi bộ vào trường an toàn. Hưởng ứng cuộc vận động đi bộ sang đường an toàn, hãy cùng các bạn nhỏ trường tiểu học Bùi Văn Ngữ tìm hiểu thêm về luật giao thông đường bộ dành cho người đi bộ nhé. Điều 32 luật giao thông đường bộ, người đi bộ phải tuân thủ các quy tắc giao thông như sau. Điều 1, người đi bộ phải đi trên hè phố lề đường. Trong trường hợp không có hè phố lề đường thì người đi bộ phải đi sát mép đường. Điều 2, người đi bộ chỉ được qua đường ở những nơi có đèn tín hiệu, vạch kẻ đường hoặc có cầu vượt hầm dành cho người đi bộ phải tuân thủ tín hiệu chỉ dẫn. Trường hợp không có đèn tín hiệu, không có vạch kẻ đường, cầu vượt, hầm dành cho người đi bộ thì người đi bộ phải quan sát các xe đi tới, chỉ qua đường khi bảo đảm an toàn. Người đi bộ không được vượt qua giải phân cách, đu bám vào phương tiện giao thông đang chạy. Khi mang vác vật cồng kềnh phải bảo đảm an toàn và không gây trở ngại cho người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Trẻ em dưới 7 tuổi khi đi qua đường đô thị, đường thường xuyên có xe cơ giới qua lại, phải có người lớn dắt. Mọi người có trách nhiệm giúp đỡ trẻ em dưới 7 tuổi khi đi qua đường.